Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2019. Ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở km 11 Cống Trắng, Quận Toan, Hải Phòng. Lại báo giá tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe mới về cửa hàng, để cho anh em được biết anh em là đúng chân mẫu xe nào. Hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Em là Nghị. Và chiếc đầu tiên là chiếc Toyota Vios sản xuất 2013 bản limo lớp kính. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 283 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, phiên bản số sàn, máy 1.5, 4 bánh đa năng đúc, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính cụp xe. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2013 anh em nhé, phiên bản số sàn. Đấy, đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ của em ở km 11 Cống Trắng, Quận Toan, Hải Phòng. Đấy, đây chiếc Toyota Vios sản xuất 2013, mang biển số 88A 19901. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009. Đây chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009 bản đủ. Chiếc này bên em đang chào bán 179 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Getz nhập khẩu, mang biển số 24A 07793. Đấy, đây là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009 nhập khẩu. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng anh em nhé. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Getz nhập khẩu. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Lancetti sản xuất 2008, mang biển số 34A 08210. Đây chiếc Daewoo Lancetti bản sedan 2 đầu, máy 1.6, phiên bản số sàn. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 182 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daewoo Lancetti không taxi, không dịch vụ, phiên bản số sàn, máy 1.6. Đấy, nội thất khá là ok. Đấy, đây là chiếc Daewoo Lancetti sản xuất 2008 anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Getra sản xuất 2008, mang biển số 38A 04851. Đây chiếc Daewoo Getra sản xuất 2008. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 168 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daewoo Getra, phiên bản số sàn. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe Daewoo Getra. Nội thất khá là ok. Trăm cây chiếc này ăn tầm 6 lít xăng anh em nhé. Đấy, đây là chiếc Daewoo Getra táp lô. Đấy, phiên bản số sàn. Đấy, đây là chiếc Daewoo Getra. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009, mang biển số 10199. Đây chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 105 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Spark tránh mưa tránh nắng. Đấy, nội thất thì khá là ok. Đây phần táp lô. Đấy, đây là chiếc Chevrolet Spark phiên bản số sàn, máy 0.8. Đấy, thương hiệu của Mỹ. Đây chiếc Chevrolet Spark. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Spectra sản xuất 2004, mang biển số 15A 08018. Đây chiếc Kia Spectra sản xuất 2004. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 99 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Spectra bản sedan 2 đầu, máy 1.6, 4 bánh đa năng đúc, phiên bản số sàn. Đấy, đây là chiếc Kia Spectra. Nội thất khá là ok. Anh em mua về có này về tập lái. Đấy, tập lái hoặc tránh mưa tránh nắng đều được. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Spark. Đây chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2010, mang biển số 15A 23501.
Đây, chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2010. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 115 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Spark thương hiệu của Mỹ, máy 0.8 phiên bản số sàn, 4 bánh đa năng đúc, tiết kiệm nguyên liệu, tránh mưa tránh nắng. Đấy, đây là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2010, nội thất khá là ok. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe Chevrolet Spark sản xuất 2010 anh em nhé. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865. Và chiếc tiếp theo cũng là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009. Đây, chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009 mang biển số 15A 20275. Đấy, đây chiếc Chevrolet Spark là sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 0.8. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 105 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Spark tránh mưa tránh nắng. Đấy, ghế lỉ nguyên bản theo xe. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios mang biển số 37A00095 sản xuất 2005, bản limo lưng kính, 4 bánh đa năng đúc, màu bạc. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 160 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, phiên bản số sàn máy 1.5. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2005 anh em nhé. 100 cái chiếc này an tâm độ 5 lít xăng. Đấy, nội thất của chiếc xe trần 3D. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2005. Và chiếc tiếp theo là chiếc Ford Focus sản xuất 2007 mang biển số 78A 04645. Đây, chiếc Ford Focus phiên bản số sàn máy 1.6. 100 cây chiếc này ăn tầm độ 6,5-7 lít xăng anh em nhé. Ở đây là chiếc Ford Focus thương hiệu của Mỹ, trần lỉ nguyên bản theo xe, đã được bọc lớp ni lông. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Đấy, ghế da thì khá là ok, phiên bản số sàn anh em nhé, đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ, vô lăng 4 chấu. Đấy, đây là chiếc Ford Focus thương hiệu của Mỹ. Và chiếc tiếp theo là chiếc Elantra sản xuất 2008 mang biển số 30A 30707. Chiếc Elantra sản xuất 2008 nhập khẩu. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 210 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Elantra, ghế da được trang bị màu đỏ đen, phiên bản số sàn, máy 1.6, bản full, lớp kịch anh em nhé, gương kính chỉnh điện, một xòe, trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Đấy, đây là chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2008. Đấy, chiếc này bên em đang chào bán với giá là 210 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Elantra. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2008, không taxi, không dịch vụ, mang biển số 30K 4194. Đấy, đây là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2008, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 339 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G sản xuất 2008, không taxi, không dịch vụ, phiên bản số sàn máy 2.0, được đăng ký là 7 chỗ ngồi nhé. Đấy, đây là chiếc Toyota Innova G. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2011. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2011, bản Nimo lớp kịch. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2011. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên anh em nhé.
Đây đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2011. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Gencha sản xuất 2008 mang biển số 74A06279. Đây chiếc Daihatsu Gencha bản sedan 2 đầu 4 bánh 5 nút. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Gencha bản sedan 2 đầu. 100 cây chiếc này ăn tầm độ 6 lít đến 6 lít rưỡi xăng anh em nhé. Phiên bản số sàn. Cái nội thất của chiếc xe thì khá là ok. Trần lỉ nguyên bản theo xe. Đấy, đây là chiếc Daihatsu Gencha. Và chiếc tiếp theo cũng là chiếc Toyota Vios sản xuất 2011. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên. Sơn xi thì màu đen, 4 bánh đa răng đúc, bản Nimo lưng kịch. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2011, bản Nimo lưng kịch, gương kính cụp xòe, tích hợp xi nhan trên gương, phiên bản số sàn, máy 1.5. Đấy, đây là nội thất của chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2011 anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Gencha mang biển số 15A48268. Đây chiếc Daihatsu Gencha sản xuất 2008. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Không taxi, không dịch vụ. Đây chiếc Daihatsu Gencha sản xuất 2008. Không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Gencha. Alo. Vâng. Rồi rồi, ok. Đấy, đây là chiếc Daihatsu Gencha 4 bánh đa răng đúc, phiên bản số sàn. Chiếc này một xăng cây ăn tầm độ 6 lít xăng anh em nhé. Đấy, nội thất của chiếc Daihatsu Gencha sản xuất 2008. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai. Đây, chiếc Hyundai Avante, phiên bản số sàn, máy 1.6. Đấy, đây, chiếc Hyundai Avante sản xuất 2015, phiên bản số sàn. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Avante màu đỏ. Đấy, đây là chiếc Hyundai Avante phiên bản số sàn. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Carens sản xuất 2009, bản đủ cửa lóc, phiên bản số sàn, máy 2.0. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 269 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Carens bản đủ anh em nhé. Đây, đây chiếc Kia Carens bản đủ. Máy 2.0, cửa lóc, phiên bản số sàn. Ghế da thì em mới bọc lại mới tinh anh em nhé. Đấy, anh em nào đúng chân mua con xe này về chỉ việc đổ xăng vào chạy, chứ không phải làm bất cứ một cái gì cả. 4 bánh đa răng đúc. Đấy, đây là chiếc Kia Carens mang biển số 28A05031. Đấy, đây là chiếc Kia Carens. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning sản xuất 2012 mang biển số 19A13372. Sản xuất 2012 anh em nhé. 4 bánh đa răng đúc. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Morning sản xuất 2012. Đấy, đây phần nội thất của chiếc xe. Nội thất khá là ok. Ghế da được trang bị màu đen. Đấy, đây là chiếc Kia Morning sản xuất 2012. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Morning. Nhỏ gọn xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu, tránh mưa tránh nắng. Để
Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 bản limo lưng kịch. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản máy 1.5 bản limo lưng kịch, tích hợp xi nhan trên gương. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Đã được trang bị màn hình cáp nồi đầy đủ anh em nhé. Đây chiếc Kia Morning. À đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 bản limo lưng kịch, gương kính cụt xe, tích hợp xi nhan trên gương. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 239 triệu đồng. Trần nỉ nguyên bản theo xe đã được bọc lớp ni lông, xe rất cứng xe. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2006 mang biển số 36A14977 bản limo sản xuất 2006. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 165 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản máy 1.5 phiên bản số sàn. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe, nội thất khá là ok, chỉ có 165 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản máy 1.5 phiên bản số sàn, tiết kiệm nguyên liệu, tránh mưa tránh nắng. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios. Đấy, sơn xì khá là ok. Và chiếc tiếp theo này cũng là chiếc Kia Spectra sản xuất 2004. Đây là chiếc Kia Spectra sản xuất 2004 mang biển số 20A06763. Đây, chiếc Kia Spectra sản xuất 2004, chiếc này bên em đang chào bán với giá là 99 triệu đồng, chưa đến 100 triệu. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Spectra tránh mưa tránh nắng, anh em nào đúng chân mua con này về tập lái quá là ok. Ghế lỉ nguyên bản theo xe, chân lỉ chỉ có 99 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Spectra máy 1.6 phiên bản số sàn, vô lăng 4 chấu. Đấy, đây là chiếc Kia Spectra. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2010 phiên bản số sàn máy 2.0. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G sản xuất 2010. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe, nội thất khá là ok. Hai dàn điều hòa trần nỉ nguyên bản theo xe, đã được bọc lớp ni lông. Đấy, đây là chiếc Toyota Innova G phiên bản số sàn máy 2.0 anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc cũng là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2006. Chiếc này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 320 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G không taxi, không dịch vụ, 4 bánh đa năng đúc, sản xuất 2006 mang biển số 35A09388. Đây, chiếc Toyota Innova G sản xuất 2006 không taxi, không dịch vụ. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe, ghế da nguyên bản theo xe, trần lỉ nó được bọc lớp ni lông, hai dàn điều hòa, bô lăng 4 chấu phiên bản số sàn máy 2.0. Đấy, đây là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2006 không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Đấy, còn chiếc ghế này mình mới bán hôm qua. Đấy, còn Vinagate này mình vừa quay xong. Đấy, bên em thì còn rất nhiều mẫu xe, anh em đúng chân con nào thì alo cho mình. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Matiz mang biển số 38A 041 24.
Đây, chiếc Daihatsu Matiz sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 0.8. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 82 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Matiz tránh mưa tránh nắng. Đấy. Bên em còn rất nhiều xe. Anh em nào đúng chân mẫu xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565, em mà Nghị. Anh em nào mà xem video của mình, hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.